Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay tối ngày 22 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em về ít sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn, các bác chịu ưng sản phẩm nào bên em thì các bạn thấy đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối bên em ra clip để thanh lý thoại cũ thì các bạn, các bác, cô dì, chú bác thì là sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về, bên em lại về được sản phẩm là lô Samsung S7 các bạn nhá. Này, bên em nay lại về rất nhiều sản phẩm là Samsung S7 này. Đấy, tối nay thì nhà em lại về rất là nhiều. Đấy, S7 thì bên em thì hôm nay thì các bạn, các cô dì chú bác thao lựa chọn. Đấy, rất nhiều máy đây. Cô dì chú bác anh chị em lựa chọn nhé các bạn nhá. Đấy. Rồi, nhìn rõ rồi. Đấy, hôm nay về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hôm nay thì bên em về được 8 cây Samsung S7 ạ. Đấy, 8 cây Samsung S7 này. Thì tất cả 8 con này thì bên em là về là máy zin áp suất nguyên bản nhá. Máy thứ nhất, nói chung là cứ máy zin áp suất thì các bạn phải hiểu là từ nó nguyên zin thế nào rồi. Đấy, máy zin áp suất nhá. Hôm nay là nhà em về là 8 cây này. Thứ nhất là máy zin nguyên bản và thứ hai là máy zin áp suất nhá. Đấy, rất là dùng, rất là phê, rất là sướng nhá. Các bạn đi mưa, đi gió hoặc là đi mùa hè này thì các bạn đi tắm biển ABC chẳng hạn, các bạn quay phim chẳng hạn mà chẳng may mà rơi xuống biển, nói chung là lâu quá cũng không thể sống được, nhưng mà nói chung ít các bạn nhấc lên ngay thì rất là thoải mái, rất rất ok, tại vì máy zin áp suất mà, nên là các bạn về cứ dùng ok, đi mưa đi gió tẹt tay ten đi, tẹt bô đi, tẹt ga đi đấy. Và mình sẽ nói sơ cua qua sản phẩm là Samsung S7 đây. Con này thì đây mình còn chưa lau qua, chưa vệ sinh qua, hôm nay mình vừa về xong. Lô này thì còn khá là đẹp đấy. Này. Đấy. Nhanh lắm. Thì mình em sẽ nói con này về qua cấu hình con này. Thì là màn hình con này là màn hình gì nhỉ? Màn hình của nó là 5.1 inch nhá. Samsung S7 ấy, thì là màn hình là 5.1 inch. Độ phân giải của màn hình là 2K các bạn nhá. Độ phân giải màn hình là 2K. Cấu hình con này là RAM 4GB. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB, pin là 3000, có sạc nhanh. Thì sản phẩm S7 này thì nó rất là hay. Thứ nhất là có hai nút đa nhiệm này. Đa nhiệm dùng rất là thích. Và thứ hai là một nút home. Nút home này thì là có cả cái vân tay nhá. Nút home vật lý bấm rất là sướng á. Đấy. Nó không phải nút home, không phải nút cái vân tay sau lưng. Vân tay trước bấm rất là sướng á. Đấy. Mà máy zin áp suất dùng rất là ok, rất là sướng á. Đấy, con này thì máy màu bạc nhá. Đấy, con này màu bạc rất là đẹp này. Này, con này vệ sinh thì đẹp khác gì là mới đâu. Này rất là đẹp nhá. Đấy. Đấy. Và em sẽ thử test phần thứ nhất là quay phim chụp ảnh đấy. Camera trước selfie rất là nét này, rất nét. Và camera sau đấy, rất là nét, rất là trong trẻo. Và nghe nhạc. Đấy, nghe nhạc đây thì mình sẽ kết nối wifi. Nghe nhạc thì các bạn xem sản phẩm là nghe nhạc như thế nào. Nói chung là loa là sướng mà mình nhập mất nhầm wifi rồi. Tại biết vì sao bây giờ sản phẩm này vẫn bán rất là chạy và rất là hot không? Thứ nhất là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Thì ngày trước, cách đây vài năm về trước ấy, thì con này là siêu phẩm 10-20 triệu. Đâm bây giờ nó chỉ với giá là 2 triệu đồng quay về. Thì các bạn đã sở hữu một sản phẩm là dùng rất ok, rất là nhanh. Đấy. Những sản phẩm mà đời mới bây giờ nó chỉ là màn hình là 6 inch này, tràn viền, giọt nước, tai thỏ, tai chuột, pin thì trâu hơn. Nhưng mà để nói về cái cấu hình của so với Samsung S7 này, nó thật với các bạn không bao giờ bằng luôn. Đây, mình sẽ so sánh với con S7 đây nhá. Này con Oppo A7s đấy ạ. Đây, màn hình to hơn, trâu bò hơn nhá. Mình khẳng định với các bạn S7 nó nhanh hơn nhiều luôn. Đây. Đây. Đây, rất là nhanh. RAM 4GB nó khác hẳn luôn. Trong khi đó con A7s này thì mình bán xấp xỉ là gần 2 triệu cho các bạn nhá. Nhưng mà con S7 này mình chỉ bán vì giá là 2 triệu quay về thôi. Tại vì cái lúc máy mới con này nó chỉ rơi vào 3 triệu hơn 3 triệu. Nhưng mà những sản phẩm mà máy mới như này lúc mà nó mới ra nó gần 20 triệu các bạn ạ. Nó khác hẳn luôn, dùng là khác hẳn những sản phẩm đời mới bây giờ luôn. Mình khẳng định với các bạn luôn. Nó nhanh, quá là nhanh luôn. Này, mình thử vào mình soi con Oppo cho. Mình chưa bấm chữ được. Đây. Nó nhanh lắm, RAM 4GB nó cho các bạn trải nghiệm khá là ok, khá là nhanh nhá. Này, rất là tuyệt vời ạ. Mình sẽ xem phim 4K cho các bạn xem luôn này. Phim 4K này tuyệt vời. Đấy. Phim 4K mà lại máy zin áp suất thì các bạn không mua, các bạn không mua cái này thì các bạn mua cái gì? 4K này, này các bạn xem phim 4K thì quá là tuyệt vời luôn. Màn hình bao cho các bạn nó đẹp luôn. Độ phân giải 2K thì quá là tuyệt vời.
mà nhạy lắm, ra 4GB các bạn, tuyệt vời luôn. Quảng cáo kinh mất, loa to lắm, loa nghe hay lắm. Đây, các bạn xem phim 4K thì báo cho bạn, các bạn báo là phê luôn. Đây, đây, các bạn xem phim 4K thì ui sửa đẹp như một cái TV thu nhỏ. Ấy, nét chưa? Các bạn nhìn nghiêng ạ, có thấy độ mờ không ạ? Quá là nét, là đẹp luôn. Đây, trong trẻo đấy, thác nước này, các bạn nhìn chưa? Ui giời, đẹp quá. Đấy, và cái giới thiệu thông số chi tiết qua thì mình đã nói sơ cua qua rồi. Camera sau thì là 12 megapixel, camera trước thì là 5 megapixel cho chất lượng hình ảnh. Các bạn quay vlog hoặc là quay TikTok, quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vọng nhé. Không bao làm thất vọng luôn, thì mình sẽ đánh số thứ tự luôn cho các bạn nhé. Để các bạn lựa chọn cho nó dễ, thì vì nhiều khi mình cũng không thể nhớ được. Đây, con này thì S7 màu gold này, hình thức cũng khá là đẹp này, trên 90% này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 2 triệu đồng nhá cho các bạn nhá. Đấy, 2 triệu đồng giảm 4GB số 1 này, 1 này. Đây, con này bị dạy số 1 này, 2 triệu này. Đấy, con S7 số 1 2 triệu. Con này máy màu bạc nhá, máy màu bạc, hình thức là trên 90%, rất là đẹp đấy. Đây, rất là đẹp. Đấy, số 1 là 2 triệu đồng này. Mình sẽ dán lưng đi để các bạn nhìn nhỏ. Số 1 2 triệu này. Và số 2 thì con này cũng máy đẹp nhá, trên 90%, con này cũng là 2 triệu đồng này, màu đen nhá. Đấy, 2 triệu đồng, rất là đẹp. Số 2 đi, mình sẽ ghi số 2 cho các bạn nhá. Đấy, các bạn cái zin áp suất các bạn không mua, các bạn mua cái gì? Đấy, chỉ với 2 triệu đồng thôi. Đấy, mua hàng bên mình rất nhanh chóng. Thì các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn lại chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc trước cho mình nhá, 50k và 100k tùy theo mức sản phẩm. Còn tiền ship các bạn phải chịu nhá. Đấy. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và đây là số Zalo của mình, và các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số Zalo của mình nhá. Đấy. Sau clip này các bạn mà chọn số nào, các bạn có thể nhắn tin cho mình và sáng mai mình sẽ điện lại cho bạn để sẽ lựa chọn cho các bạn nhá. Số 2 này, 2 triệu này. Đấy, số 2 2 triệu, màu đen, đẹp trên 90%. Đấy, và sản phẩm Samsung S7 bên mình ấy. S7 bên mình này thì là tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành 6 tháng cho bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm lựa chọn, nói chung là các kiểu ABC nhá, rất là sướng, rất là phê ạ. À, bên em bảo hành cho các bạn. Đây, con này màu bạc, con này màu bạc thì cũng có một con 64GB, con này 64GB này. Mình sẽ bán giá mới khác một chút này. Con này màu bạc cũng là 2 triệu nhá, số 3 này. Số 3 này 2 triệu. Đấy, các bạn này không mua, bạn mua gì? Đẹp trên 90%. Máy đẹp neng keng. Rất là đẹp đấy ạ, neng keng 2 triệu đồng nhá, rất là rẻ. Đấy, hôm nay thì nhà em lại về lòi được cái con này màu gold, nhưng mà lại con này bản 64GB nhá. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đấy. Đấy, 64GB luôn này. Thích tuyệt vời luôn. 64GB thì các bạn dùng đời nào cho hết luôn. Đấy. RAM 4GB con này. Này. RAM 4GB bộ nhớ trong 64GB. Con 64GB này thì các bạn cộng thêm 200.000 nữa nhá, 2 triệu 200k nhá. Con này là con số. Đấy. Bên mình thì có nhận, một là nhận thanh toán các bạn cọc trước bên mình ấy. Một là các bạn có thể là chuyển khoản cho mình bằng thẻ cào. Và hai thì các bạn có thể chuyển khoản, chuyển, các bạn có tài khoản các bạn có thể trực tiếp chuyển khoản cho mình nhá, qua số tài khoản nhá. Con này là con số 4 này. Số 4 này, con này là bản 64GB nhá. Tất cả này là bản 32GB, chỉ lòi ra mỗi con này là 64GB. Bên em sẽ thanh lý các bạn với giá là 2 triệu 200k. 2 triệu 200k. Đấy, bạn nào thích nhiều dung lượng các bạn có thể đặt con 64GB này nhá. 2 triệu 200k. Đấy, và con này thì là màu hồng. Màu hồng thì con này là 1 triệu 800k nhá. Đấy, máy cũng zin áp suất luôn nhá. Đấy. Đấy. Con này thì nó phẩy một tí ở chân sạc thôi. Đấy. Đấy. Máy zin áp suất màu hồng. Các bạn tặng cho người yêu, bà xã hoặc các bạn cũng dùng cũng ok nhá. Màu hồng con này 1 triệu 800k nhá. Đấy. Màu số, màu nó thứ nhất là màu đen, màu gold thì mình bán lúc nào đều giá 2 triệu thôi. Nhưng mà lòi ra con màu hồng thì mình sẽ phải bán rẻ hơn một chút. Con này 1, 2, 3, 4, con này số 5 này. 5 này 2 triệu đồng này. À gì nhỉ? 1 triệu 8 nhá.
1.800.000 cho các dân chơi ạ. 1.800.000 cho các bạn dân chơi màu hồng đấy nhá. Đây, và con này thì nó bị xước cái phím hôm này, xước phím hôm một chút này, nhưng mà con này là bản công ty nhá. Đấy, con này là bản công ty này. Đấy, con này là xước phím hôm bản công ty, bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.900.000 này. Đấy, 1.900.000 cho các dân chơi nhá, rất là rẻ. Đấy, số này là số 6 à, 1 2 3 4 5, số 6, số 6 1. Đấy, này con này chỉ xước con này là bản công ty, nó chỉ bị phải phẩy tí thêm hôm rồi thôi, các bạn dùng vài hôm nó đen đi cái là đẹp luôn nhá. Đấy, 1.900.000 con này mình sẽ bớt cho bạn 100, 1.900.000 nhá, máy cũng zin áp suất luôn nhá, các bạn chỉ có vào đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá, Samsung này quá là ok luôn. Đấy, con này là số 6, 1.900.000. Và hai con cuối cùng này thì cũng đồng giá với giá là 2.000.000 một con nhá. Màu đen này đẹp này, neng keng này. Đấy, màu đen đẹp neng keng, màu bạc thì cũng đẹp neng keng. Hai con này thì số 7, số 8 này thì mình sẽ cũng bán cho bạn với giá là 2.000.000 nhá. Đấy, em sẽ bán cho bạn với giá là 2.000.000. Đấy, các bạn đi mưa đi gió rất ok luôn, toàn hàng tuyển chọn bên em ạ. Các bạn nhanh tay đặt hàng sớm nhất đi ạ. Đấy, đây 11 rưỡi rồi nhưng mà em vẫn phải, nói chung là công việc của em thì em vẫn thức coi như là phục vụ tất cả các bạn xem live stream nhá. Số 7 này 2.000.000 này. Đấy, toàn máy đẹp, toàn máy tuyển thôi. Đấy, được, mình vừa bóc rồi. Đấy, vẫn coi như là thúc phục vụ các bạn để có điện thoại dùng nhá. Bên em thì có này, bên em thì có là ship ship xe này, nếu mà các bạn mà chuyển trước cho bên em ấy thì bên em sẽ ship xe cho các bạn này. Đấy, ship xe hoặc là quanh khu vực Hà Nội thì bên em sẽ ship luôn trong ngày nhá, nên là các bạn cứ yên tâm, các bạn Hà Nội cứ đặt hàng đi. Con này số 8 này 2.000.000. Đấy, đây nhà mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 nhá, 8 con nhá, thì mình sẽ đánh số từng số và từng giá một. Thì bạn nào, các bạn thích sản phẩm nào bên em thì các bạn nhanh tay điện thoại, nhanh tay nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại này nhá. Đấy, số này thì em sẽ dùng thường xuyên, và số này thì em để cửa hàng em rời chính em mình nghe, còn số này thì ở nhà em cũng nghe này các bạn nhé. Rất ok ạ. Đấy, đây em sẽ bỏ ra đây để level sản phẩm khác nhé. S7 dùng sướng lắm các bạn ơi, cứ muộn mua thì dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê ạ. Đây G7 Bluetooth này. Hôm nay nhà em về được 3 cái G7 cộng. Đấy, G7 cộng này. Đây là 3 cái G7 cộng này. G7 cộng này thì bên em sẽ nói luôn về cấu hình cho các bạn nhé. G7 cộng này. Đây G7 cộng ạ. G7 cộng thì con này là màn hình nhé. Con Samsung G7 cộng ấy thì màn hình con này là màn hình là 5.5 inch nhé. Đây Samsung G7 cộng này, màn hình con này là màn hình 5.5 inch. Thì là camera chính của nó là 13 megapixel, phụ là 5 megapixel. Và trước của nó ấy, camera trước tận 16 megapixel cơ. Đây các bạn chụp đây. Ui giời đẹp lắm này. Đây, nét kinh khủng luôn. Đây, thật hết cả mặt luôn. Đây. Camera sau cực kỳ là nét. Đấy, G7 cộng. Thì là cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Ba con này đều là bản công ty hết nhỉ. Ba con này đều là bản công ty 2 SIM ạ. Đấy. Thì dung lượng pin con này là 3.000. Đấy, pin là 3.000 nhá, dung lượng pin 3.000. G7 cộng này. Đây. G7 cộng thì nó có hai camera này. Một con màu đen và một con màu gold này. Thì là hai con G7 cộng này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2.100.000 một con nhá. 2.100.000 nhá. Đấy, 2.100.000 đấy. Hình thức là máy nom nó còn 90% ạ. Đây. Cũng khá là đẹp, 90% ạ. Còn màu gold, hai con này thì bên em đang thanh lý các bạn với giá là 2.100.000 nhá. 2.100.000 sản phẩm Samsung G7 cộng đấy ạ. G7 Plus bản công ty 2 SIM nhá. RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Chạy quá là phê luôn, phê lòi mắt luôn. Đấy, 2.100.000 một con nhá. G7 cộng ạ, rất là pin là chất bò, nó gọi các bạn dùng những dòng này chưa đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt ít nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và con này thì là vỏ phẩy hơn một chút ạ. Đây, vỏ thì có phẩy chút, con này thì mình cũng chưa lau chùi thôi. Con này thì vỏ phẩy hơn một chút, con này thì bên em sẽ thanh lý bạn với giá là 2.000.000.
Đấy, 2 triệu đồng nhá, vỏ phải hơn một chút đấy. Cấu hình cũng là RAM 4GB. À, bộ nhớ là 32GB, cũng là bản công ty, 2 SIM, 2 sóng nhá. Đấy, G7 cộng con này màu gold, vỏ phẩy theo thời gian đây ạ. Con này em lau đi cũng khá là sạch, cũng là khá là đẹp nhá. 2 triệu đồng nhá, rất là rẻ cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung G7 cộng này, các bạn nhấc tay nhanh tay nhấc số điện thoại lên trực tiếp qua hai số điện thoại bên em. Thì nhiều khi là hôm nay thì mấy hôm nay thì rất nhiều các bạn gọi điện cho mình để đặt hàng. Ví dụ mà mình Zalo mình hoặc là tin nhắn mình không trả lời kịp ấy, thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên em nhá. Thì em sẽ giờ từ 8 giờ thì em sẽ nghe cái máy lộn các bạn lúc nào cũng được ạ. Đấy, và đây là con Oppo A7s, thì hôm nay mình vừa mấy con đẹp như là mới, đẹp trên 90%. Con này thì bên em đang bán các bạn với giá là 1.750.000. Cấu hình Oppo A7s này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình con này là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ, tai chuột, tai trâu, tai bò. Pin thì là hơn 4.000 đây ạ. Dùng 2 SIM 2 sóng dùng quá là phê, chú đập máy mới hỏng thôi nhá các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7s hình thức là đẹp trên 90% này thì các bạn đến tay hàng mình là sớm nhất nhá, Oppo A7s đấy ạ. Ui buồn ngủ quá. Và sản phẩm cuối cùng bên em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Lốt 5. Lốt 5 thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Con này thì hình thức là đẹp trên 90%. Con Lốt 5 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.500.000. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Lốt 5 này ạ, Lốt 5 thì nó có cái bút thì các bạn có thể là viết này, viết vẽ này, ABC nọ kia rất là ok ạ. Lốt 5 màu gold. Hình thức đẹp là trên 90%. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.500.000 nhá. À, nó tầm này dùng rất là sướng, phê lắm, phê lòi mắt luôn. Màn hình là 5.7 inch. Thì em sẽ nói sự cua qua là cái màn hình là 5.7 inch này. Đây ạ. Màn hình con gì nhỉ? Lốt 5 thì màn hình là 5.7 inch. Độ phân giải của màn hình con này là 2K nhá. Đấy, camera sau là 16 megapixel cho các bạn chụp ảnh. Ui, đẹp lắm này. Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Cam trước này. Ôi giời đẹp lắm này. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB, pin là 3000, có hỗ trợ sạc nhanh. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 5 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Màu gold, đẹp neng keng xà beng. Ôi, và sản phẩm cuối cùng hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là Samsung J7 Pro. J7 Pro thì con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. J7 Pro bản công ty 2 SIM 2 sóng. Thì con này thì bên mình sẽ đọc qua cấu hình cho nó. Màn hình con này là màn hình 5.5 inch Full HD cộng, camera sau là 13 megapixel. Đây ạ. Quá là lét luôn, quá là đẹp luôn. Và camera trước cũng là 13 megapixel chụp ảnh. Nẹt lắm. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Pin con này là pin 3K6 các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung J7 Pro màu hồng này, hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng. Các bạn có thể là mua về tặng cho người yêu, bà xã, các kiểu ABC rất là tuyệt vời ạ. Máy màu hồng này ạ, tặng cho người yêu hoặc là bà xã rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro màu hồng bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB này thì các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời thì các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số đại với mình. Ôi trời, buồn ngủ quá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai các bạn nhé.